Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình hướng tất cả anh em tham gia chương trình AGOP nhận tập cần có kỳ hiệu là USB Phi nha tất cả anh em. Khi tham gia chương trình AGOP dự án anh em có thể nhận tới 1.000 đô la nha tất cả anh em. Gọi phần link mô tả mình để chat chatbot start nè. Thì giá hiện tại con này có khoảng 1.000 đô nhưng sau này mình không biết có ăn được hay là không anh em. Tập cần này nó lấy lên Uniswap vậy. Rồi đầu tiên anh em bấm vào join kênh hai kênh channel của nó nè. Rồi tất cả anh em join vào một kênh nè, bắt up lên nè. Thường thì làm những con bot Telegram thì scam nhiều lắm nha tất cả anh em. Nhưng một khi mình ăn được thì cứ cắt là ngon lành. Rồi nằm em nút chat nè. Rồi tất cả anh em lướt cấp trang nha anh em. BUGS rồi tất cả anh em gỡ nè. Rồi tham gia chương trình này góp tất cả anh em nhận được 1.000 tốc cần có hiệu là USB hiện tại khoảng 1.000 đô và mỗi một lượt ghép được 50 tốc cần USB nha anh em. Con này thì hiện tại thì nó nằm trong chain của thằng tốc cần OBBO nhưng mà hiện tại tốc cần OBBO nó đã phân phối cho tất cả anh em, mình không có nhận được. Anh em nào có nhận được thì chúc mừng tất cả anh em nha. Rồi anh em bấm vào continue nè. Mình thấy cũng trên uy tín nên cũng có phân phối nên mình mới làm các anh em. Rồi anh em join hai kênh để mình bắt up lên mình join chương các anh em. Này mình kiểm tra lại thôi. Nhìn rồi bắt up lên nè. Rồi. Thua thì các bạn follow nha các anh em. Đây thì dạo gần đây nhiều dán quá ngon không, mình không có thời gian làm ship hết lên cho tất cả anh em, mong tất cả anh em thông cảm cho mình nha. Giờ tất cả anh em theo dõi nè, con này mình hồi nãy mình không biết phân phối vào ngày mấy nữa. Giá hiện tại là một túp cần cho một đô cho đây nè, bài hai bài đem xuống để check thông tin luôn. Con này rất là tham gia nha tất cả anh em, có 23.700k lượt theo dõi. Rồi tất cả anh em bắt up lên nè. Rồi anh em bấm khai báo gì hết tất cả anh em, nó kêu mình điền địa chỉ TH, nó không lấy username. Tất cả anh em mở dưới chút wallet con này gì nó lấy IP của mình nè. Rồi tất cả anh em sao chép nghe, thường thì những dự án như vậy nó uy tín lắm nghe tất cả anh em. Rồi anh em bắt vào thế làm rõ ràng, nó kêu mình khai báo username. Username theo word, tất cả anh em mở theo word mình lên nè. Anh em nhập vào trang cá nhân đầu người của mình, copy username này tất cả anh em. Rồi mình copy không ăn rồi các anh em ơi, mình nhớ username mình, tất cả anh em ghi vào a còng win vnnh9 này tất cả anh em. Rồi tất cả anh em gửi cho bot 2 4 6 8 10. Rồi tất cả anh em bấm vào balance để check số cần ta kiếm được. Anh em bấm vào nút ghép phơ nè, lấy link ghép mà chia sẻ cho bạn bè, mỗi lượt ghép nhận 50 token nè. Blue file con này bấm vào withdraw để coi ngày mấy nha tất cả anh em. Rồi để mình copy mình coi ngày mấy phân phối nha tất cả anh em. Cái thông báo nó là ngày 30 withdraw nha tất cả anh em. Thì AGOP này các bạn nên cố gắng làm để mai vô có tiền thì có được không. Và mình có thông báo nha tất cả anh em. Đây thì
Dạ, mình thông báo cho tất cả anh em. Bạn nào chưa làm con BHC này, mình có để phần link video hướng dẫn cho tất cả làm cho tất cả các bạn. Con này hiện con BHC này hiện tại là ngày 15 tháng 10 nó sẽ cho rút và tục cần này sẽ list sàn cho tất cả anh em. Rồi thêm một cái kèo nữa là một cái kèo HDA này là bạn nào các bạn đăng ký hiện tại không quyết con nhận 880.000 HDA không nhưng các bạn điểm danh hàng ngày sẽ được 350 tục cần, các bạn nên làm kèo này luôn các bạn. Mình sẽ để những cái kèo ngon cho tất cả các bạn dưới video các bạn làm các bạn. Và một cái kèo hôm là em có gửi về cho mình một cái kèo này nè tất cả anh em. Hướng dẫn nhận 1.000 bit này các bạn nên làm luôn nha tất cả các bạn. Những kèo này kèo ngon không đó. Và bạn nào thôi vậy video mình kết thúc, bạn nào mà làm con OB này ok chắc với cho link của mình coi có phân phối nha tất cả các bạn. Thấy nhiều anh em cũng đã phân phối rồi nhưng mà mình không có nhận được nha tất cả anh em. Vậy video mình kết thúc nha, chào tạm biệt tất cả anh em ạ.